trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay lại tiếp tục là ở trên nhà của ba ông cháu cô bác. Hôm nay thì anh em sẽ dọn dẹp ở xung quanh nhà một chút cô bác ạ. Và cũng có thêm em Quân nữa. Vừa rồi thì anh Sử đi đón à. Vâng ạ. Vừa rồi thì cháu Lực lên đây thì thấy hai anh em là đang ở dưới nhà. Sau đó thì cháu Lực lên đây thì cũng bảo hai anh em, thì anh em cũng chuẩn bị là dọn xung quanh nhà một chút cô bác. Tại vì trong thời điểm hiện tại thì vừa mới làm nhà xong thì còn rất là nhiều cây trống này, còn rác này ở xung quanh nhà rất là nhiều. Hôm nay thì anh em sẽ dọn mà một chút cô bác ạ. Cháu Quân xin mến chào tất cả quý ông bà của chú anh chị ạ. Cháu Sự xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thì em Hải có đi học không? Không ạ. Không, mà Hải đi đâu rồi? Hải em Châu ạ. Đi em Châu á? Thế còn ông đâu? Ông ở nhà. Ông vẫn ở nhà. Đến thời điểm hiện tại thì ngôi nhà của ba ông cháu cô bác tất cả đi vào phần xây thì cũng đã làm xong hết mọi cái rồi cô bác. Bây giờ thì mấy anh em thợ đang là đo cửa và đang đi làm cửa cho Lực rồi. Độ tầm là 2-3 hôm nữa thì các anh sẽ lên lắp thợ. Mà trong cái quá trình mà đợi làm cửa ấy cô bác, thì cháu Lực sẽ lên và bảo các em, cùng các em là dọn dẹp lại những cái cây gỗ trống để ra gọn một bên. Rồi thì sẽ dọn sang cái phần sân nữa. Hiện tại thì cái phần sân này thì vẫn còn đâu đó là dầm rơi vào tầm 2-3 khối cắt nữa cô bác. Dọn chỗ này xong hết thì mấy anh em sẽ đẩy xe cắt ra bên kia. Hãy xếp vào đấy. Xong là những cái cành như này, xong cái nữa mình cũng tận dụng để làm củi nữa mà. Xem mà cái tấm bạt đấy, tấm bạt thì kéo kéo ra bên này đi sửa ấy. Có cát à? Ở đâu? Cứ kéo ra để bên kia tấm này đấy. Tấm bên trên đấy. Kéo ra bên này để phơi nó khô lên xong là đến cho cái cát nó ra hết đi. Cái bạt này thì vẫn còn thì sau mấy nữa. Giờ mấy anh em sẽ tận dụng lại để làm việc khác nào xưa ơi, kéo ra bên này. Kéo ra để hẳn bên này đi. Đấy. Kéo để nó chảy xuống sửa. Để cho nó khô cái bạt đây. Đấy. Cái Quân thì cũng rất là chịu khó đấy các bác này. Mỗi lần là lên nhà Sử có hỏi là Sử có công việc gì thì lên để lên hộ Sử cả. Quân thì trước khi lên thì có điện cho Sử không? Có ạ. Có à? Đấy, hai anh em thì bây giờ có điện thoại với nhau các bác, thành ra là mọi cái công việc hay là cần đến nhau giúp đỡ cái gì thì đều gọi cho nhau cả. Từ từ. Lấy mấy cành trên này ra hết á. Đấy. Những cành nhỏ thì xếp lại gọn ra một bên. Hải đi chân trâu ở dưới đồng ruộng ở dưới kia này cô bác này. Hải hôm nay là không học chiều à? Học buổi sáng thôi à?
Ôi dây chuyền này đẹp đấy nhở. Đây thì còn một chút cắt thì chắc là mấy anh em sẽ phải là gom lại cái phần cắt chắt này của bác này, để sang một bên xong là đẩy các kia vào đây nữa luôn. Cắt này là hôm qua là xử là ra gom là xử? Vâng. Hả? Vâng. Hôm qua xử ra gom lại à? Vâng. À. Một tí nữa là mình tận dụng lại cái ván gỗ ấy thử ạ. Hả? Mình em cứ đem kia hết đi. Xong rồi một tí anh đi nói sau. Nào. Ừ, để em lên trên này một chút. Cái dài này thì chống ra bên kia đây. Vừa mới làm mà nhà xong thì còn rất là nhiều cây chóng nên có bác này mình không được thì nhớ cả cái lên đi Quân này, đây còn nhiều đây này. Nào đây đi hẳn năm kia nha, đi hẳn năm kia nhớ cao lên một tí rồi. Và những cái cây này thì hôm nọ khi mà các anh thợ đi vào ép cốt pha các bác cho nên là còn rất là nhiều đinh cho nên là rất là cẩn thận chứ không là đâm vào chân thì nó còn là bị nhiễm trùng luôn đấy. Cái Quân là từ nãy lên đây là lên mấy giờ? Là không, anh bảo là lên từ dưới nhà lên đây là mấy giờ? Lên từ 9 giờ thôi ạ. Lên từ 9 giờ sáng à? Thế là ăn cơm nhà Sử hay là ăn cơm nhà em lên? Ăn cơm nhà anh Sử ạ. Cơm nhà anh Sử luôn à? Hôm nay thì có còn mượn xe của bác lên nữa không? À. Quân thì phải nói là một cái cậu bé mà cũng suy nghĩ rất là người lớn của bác khi mà cháu Lực lên với em Sử thì sau một quá trình một thời gian hai anh em cũng nói chuyện với nhau cũng cảm thấy là hợp tính cho nên là đều lên giúp em Sử rất là nhiều lần. Sau này thì nhà em Quân có việc gì thì em Sử lại đi giúp em Quân, hay gọi là hai anh em là đổi công qua lại không bác. Cái củi này thì vứt để đây cho nó khô thì mấy nữa mình còn tận dụng lại là được để nó cơm được cô bác ạ. Sử chọn được ngày tân gia chưa? Chuẩn bị chọn được ngày tân gia chưa? Hả? Chuẩn bị chọn được ngày tân gia chưa? Chưa. Chưa tính đến đâu à? Vâng. Ừ.
Thế còn về cái phần sơn của ngôi nhà ấy các bác, thì cháu Lực cũng đã chia sẻ lên ở những cái video trước rồi. Khi mà mấy anh thợ đi vào lắp cái phần cửa xong thì cháu Lực sẽ tiến tới là sơn sau. Còn như khi mà cháu Lực chia sẻ lên trên kênh các bác, có một số cô bác nói rằng là mình lập như này thì nó sẽ bị rột các bác. Nhưng mà ở trên cái phần trên đầu bên trên thì nó bị hở ra một chút chút, thì cháu Lực đã dùng xi măng để mà bịt lại hết rồi. Và cái phần ở khu cái ở gần cái bếp lò nữa, cháu Lực khi mà cháu Lực dùng cái máy cắt cắt ra thì cháu Lực cũng đã dùng xi để mình bịt lại hết rồi, cho nên là không có sợ là bị rột đâu các bác nhé. Đấy, có thể là bây giờ cô bác đang theo dõi những cái thước phim mà cháu Lực chia sẻ lên thì nhìn trong nó như kiểu là sau này thời gian nó sẽ bị rột cô bác. Ở đây thì cháu Lực cũng làm mà theo cái cách mà khá là nhiều bà con ở trên này người ta làm rồi, cháu Lực áp dụng vào đấy rồi, cho nên là cô bác yên tâm về cái khoản này cô bác nhé. Nhưng mà theo Sử nghĩ là hôm nọ anh bảo Sử là dùng xi để bịt trên thì có sợ bị rột không? Không ạ. Hay một tí nữa thì đi gỡ ở cái phần kia ra đó luôn nhá. Vâng. Ở cái phần bếp khói ấy. Gỡ cái gỗ ra. Đấy, gom hết lại xong rồi mang vứt xuống nhé đi, cái cây này. Chỗ này là để ý cẩn thận một chút nhá, tại vì là nó có đinh á. Sử là nhìn thấy đinh là chịu khó nhặt đinh ném ra xa nhá. Vâng. Đừng có mang đi đâu ném nữa, nhặt gom lại đi. Này Quân. Đấy. Bây giờ thì hai anh em đi nhấc cái tờ bán to ra cho anh nhá. Tờ bán to kìa. Đấy, mấy anh em mình đi nhấc cái tờ bán to luôn. Sử biết ra để làm gì không? Không biết ạ. Tờ bán to này cứ nhấc ra cho anh để anh chỉ dạy cho. Dao thì còn ở trên đây cái nào nhỉ? Dao ấy. Sử. Hả? Dao còn ở đây cái nào không? Không ạ. Không à? Ôi thế phải chạy đi xuống nhà lấy dao đấy. Hãy nhấc tập lên ra cho anh. Đấy, bây giờ thì đặt đây nhá. Đặt ở đây ngang đây. Đấy, cứ để đấy ạ. Bây giờ anh xúc đất cho nó bằng nhau một chút đã. Đây. Ngày mai thì mình sẽ vận chuyển cắt bên kia ra đổ hết bên này. Đấy, hiểu chưa? Đấy, mình để chắn thế này thì nó sẽ không có ra bên đường nữa. Bây giờ thì Quân em chạy đi xuống nhà lấy lên một con dao nhá. Từ nhá, để anh với Sử đây làm nhá. Từ Sử ơi. Hãy đặt nó trong khe cho anh. Đấy. Đây, bây giờ thì tí mình chặt ra cọc xong rồi mình đóng lên đây. Vâng. Ui. Xẻng này như thế nào nào. Mai thì mình cứ chở cát ra đổ đây thôi. Vâng. Chỗ kia thì chắc đổ đến đây tầm đến đây đầy nữa là nó cũng ok rồi. Đấy, bây giờ mà mình không chặn thế này đấy thì mình đổ khóa, mình đổ xuống thì nó sẽ lăn ra đây. Thành ra là chúng không có đường xe máy nữa rồi. Xử lý nhớ cho anh thêm một tấm nữa đi, một tấm bên kia. Để mình làm bên này này.
Thế còn là cái phần là cắt chắt thì hôm nọ cháu được lấy ra là một xe là 7 khối cô bác. Thì chắt ở trong nhà, chắt ở phần xung quanh nhà. À, tất cả mọi cái thì nó đi vào rầm, rơi vào tầm độ là 6 khối dưới thôi. Ở đây thì còn là một nửa khối nữa thôi. Hãy đặt từ bên kia sang này. Hãy đặt được, đặt cái xe nó phải đi được nhá. Hãy đợi, bây giờ đợi quân lấy check cho mình tí đi, check cho mình tí đi. Check đi, đây sợ xe máy ấy. Hãy cứ cho hẳn trên đi. Bây giờ đợi quân cái dao về thì mình chặt cây mình đóng ở đây, đóng xung quanh nó. Đấy, xong rồi cứ thế mình xúc cắt về đây chở thôi, xúc cắt vào đây thôi. Hay phải nói là sau bao nhiêu cái thời gian mà từ cái thời điểm hiện tại mà lúc mà mấy anh em vừa mới vận chuyển xe cắt lên đầu tiên đấy, sự có nhớ xe cắt đầu tiên không? Có. Đấy, xe cắt lần đầu tiên mình lấy lên là xe gì nhỉ? Hình như là đá 12 này, xe đầu tiên là cắt. Vâng. Xe thứ hai là đá 12. Vâng. Đấy, còn về cái phần chở xe cắt này cô bác này, xe đá sỏi 12 này thì cho lực với là bạn Trình mua xăng lên thì khoản đấy hai anh em sẽ không phải là bỏ tiền ra thuê, còn là tất cả những cái vật chuyển vật liệu vận chuyển từ bên kia sang thì tất cả đều là hoàn toàn là dùng là để thuê cả. Từ bên kia sang bên này thì cái đường của nó đi khó các bác, cho nên là bà con cũng lấy giá rất là cao. Như em Sử ở trên này thì em Sử cũng đã biết rồi, một xe cắt thì người ta chở vào là 5 triệu rồi, chở từ bên kia sang. Thì cháu Lực cũng đã nói rằng là khi mà mình mua vật liệu từ dưới kia lên đây thì nó là cũng là rẻ thôi, nhưng mà lúc mà mình lấy được vật liệu đưa vào trong này thì mới là đắt này. Cái này mình phải chặt cái to một chút, đóng ấy, đóng xuống ấy thì nó mới chắc được. Cái cắt này thì tí mình gom theo thế này một góc. Bây giờ là xử chặt ra độ cho anh là tầm bên này 3 cột nhá. Bên này là thêm 3 cột nhá. Chặt xong là vót nhọn xuống nhá. Để anh xúc cắt này, xúc cắt ra bên này. Hôm nào cái xe rùa nó ấy đâu rồi Sử nhỉ? Nó lấy đi rồi. Lấy đi rồi à? Đây là lấy đông xuống. Ôi vừa rồi Sử, vừa rồi Quân là quên lấy cái búa ấy. Đá đập đầu tay á. Cho nó thật chắc rồi, không được đâu. Thật nha. Đã không được. Đây, đừng kéo nữa em ơi, đây, kéo đâu. Đóng như vậy thì lúc mà mình đổ cát vào thì nó sẽ không có bị đổ cái phần tấm ván này nhá, hiểu không? Đóng qua kia ra kia đi. Quay.
Ây da. Sang tuần sau là gió rét đấy, đi đâu thì mặc áo ấm rồi nhá. Cả hai đứa nhá. Nhưng không lại ốm mà đấy. Nào để anh. Bà Sứ làm cột mới đi, cột nào to to một tí. Cột nào to tí Sứ ơi, cột này. Cột này bé quá. Để mà. Mấy nữa nó nặng đấy. Được chưa? Hãy ra xem à. Bỏ mấy tấm ván này vứt ra ngoài nó đi em ơi. Thế mày cái tấm pro này. Cái tấm pro này thì để ra bên này đã. Được không? Yeah. Cái nguồn nước này thì bây giờ hầu như là chảy rất là ít rồi các bác, nguồn nước này. Sứ có bật lửa đấy không Sứ ơi? Không ạ. Có à, thế này lấy bật lửa đốt hết cái này đi. Đây này. Anh thủ là trời đang nắng là mình đốt đi. Sử là đốt bên trên trước Sử ơi này kia. Trên kia chưa khô kìa. Trên kia chưa cháy hết kìa. Thế còn là những cái vỏ bao nào ấy, những cái vỏ bao nào mà không còn dùng được ấy, thì mình đốt đi. Còn là mấy cái tấm bạt kia thì đừng có đốt đi cho anh nhá. Mấy tấm bạt kia thì mấy nữa là mình tận dụng lại là mình để che ở phần ở trong nhà lúc mà mình sơn ấy. Khi mà anh em thợ lên sơn các bác thì sẽ các anh để là cho anh sơn, chứ không là sơn nó dính vào đấy là không có gỡ ra được đâu. Quan đi khều cho cái xong rồi đốt ra cho kia nữa em. Thế còn là ở phần nào Sứ ơi, cầm một dao đi. Đúng không? Tôi hư này,
Thế còn ở phần cái đằng sau nhà này cô bác này, thì những cái video hôm trước thì cháu Lực cũng đã chia sẻ, các anh cũng đã làm mà xong dành cho cháu Lực mọi cái xong hết rồi cô bác nhá. Nhưng mà hiện tại thì mấy anh em cháu Lực sẽ chưa thể là gỡ ra được cho nó chắc hoàn toàn đã, thì cháu Lực mấy cùng em xử là gỡ ra được. Đấy, hôm nào mà nó đợi tầm mà hôm nào mà anh bảo là gỡ ấy, thì là anh lên bảo thì sẽ gỡ hết mấy cái tấm ván này đi nhá. Tấm ván này gỡ ra thì sau này xử yên tâm chưa, bây giờ nước nó không chảy được vào nhà yên tâm chưa? Ở đây thì bây giờ nó không chảy từ đây đâu đúng không? Đấy, đến cái mùa có nước ấy thì nó sẽ chảy từ đây đi thôi. Ở đây thì khi mà các anh làm rãnh ấy thì anh cũng đã bảo các anh là căn chỉnh từ trên này xuống này. Đấy. Là khi mà nó rớt ra ấy thì nó sẽ rớt ra ở ngoài chứ không rớt ra ở trong nhá. Đấy. Ở đây thì khi mà cháu được lập tôn này các bác này thì nó dư ra độ tầm là hơn gần 1 mét các bác nhá. Ít nhất phải được tầm 7-80 phân. Thì khi mà mình đi đào sâu nhà ấy, tất cả mọi cái thì nó sẽ không có bị mình sẽ không có bị dính mưa là nhiều cả. Đấy, nước thì hiện tại là nó vẫn còn chảy từ đằng sau này xuống cô bác này. Ở đây thì cháu được nghi rằng là nhà trên kia cô bác, ở trên kia có một cái nhà ấy, nhà mà cô ở trên kia cũng có xả nước, nhưng mà nhà chú kia là không có làm cái nước mà nó bị thoát ra bên kia đâu. Hình như là nó từ khe đá trên kia là nó dò xuống đây này. Sử có nghi thế không Sử? Không biết ạ. Anh em mình ra bên này thế nào? Đấy, cái ống này thì mấy hôm nữa thì cháu Đức xé lại đào ra bên này cho nó thấp, ra bên này giúp cho các bác gắn một cái ống ở dưới kia. Ở đây thì cháu Lực cũng đã mua thêm một cái ống là khi mà mình nó nước có nước nó sẽ chảy xuống đây luôn. Thì ở đây thì máy nước cháu Lực sẽ làm một thêm một cái ống nó chảy ra bên kia các bác nhá, chứ không phải là để nó nguyên như thế này đâu. Hiện tại là nó chưa vào hoàn thành, thì ra là nó sẽ hơi nhìn nó sẽ hơi kỳ một chút. Đấy, còn đi vào bên trong nhà thì cũng chưa có gì thay đổi khá là nhiều cả cô bác ạ. Ở đây thì bây giờ phần nền thì nó còn dính một chút là cái phần cát với lại một chút bụi bẩm thôi. Qua cái quần hậu ủng với tôi nhà vệ sinh, sử dụng áo với nhà vệ sinh quá. Thế còn ở cái phần ở đây thì cũng có rất là nhiều cô bác có thắc mắc rằng là chỗ này là xi bị dột đó cô bác. Ở đây thì cháu Lực tất cả mọi cái chỗ mà khe hở cháu Lực đã dùng xi nó bịt lại hết rồi, bây giờ nó không còn nhìn thấy một cái vết hở hay là một cái tia ánh sáng nó mới lọt xuống rồi, thì nó sẽ không có thể bị, nó sẽ không có bị dò nước xuống được cả. Đấy, tất cả những thứ ở phần trên này cũng thế đấy cô bác này. Ở đây phần cái phần bên trên cái bếp lò ấy, khi mà cháu Lực cắt tôn xong thì cháu Lực cũng đã dùng xi, bảo em Sử là dùng xi để bịt hết rồi, cho nên là rất là yên tâm là không có còn bị dột nữa. Sử có sợ bị dột xuống này không? Không ạ. Anh xem là trên này tháo được chưa? Bây giờ thì Sử treo lên trên kia là lôi mấy cái tấm kia ra nhá. Vâng. Tấm kia là tháo được rồi. Vâng. Đấy, còn ở đây nữa này Sử này. Đấy, ở đây thì thêm 1-2 hôm nữa thì anh em mình gỡ sau nhá. Đấy, cái bếp thái thì mấy nữa mình gỡ sâu cũng được. Ở cái này thì mình gỡ cái này đi. Đấy, đi cẩn thận nha. Vâng. Quân à, quân không đi nữa, kệ không đi nữa, mình sửa đây thôi. Nước kiểu gì đây? Rút hai kia ra. Đây lấy cục gạch này, đập này.
Đây. Từ bên này đi. Đập bên này xử, đập này, đập cho nó đi à. Thôi cái này ra lại. Lấy cái đá mà khi mà các anh chèn nó ra. Đấy. Ở bên kia nữa, ở phần bên trên thì cũng phải lấy đá ra. Ê, nếu đập phải thế, đập đi thôi. Thế. Thế. Đấy, ở đây thì khi mà các anh thợ đổ gió lực xong với cô bác thì sẽ không có bị dột được vào trong nữa đấy cô bác nhé. Khói thì nó sẽ chảy ra từ phía bên cạnh cả. Kéo ra bên này, đấy. Đấy, thời tiết thì bây giờ chỉ còn nắng mấy hôm nay thôi cô bác. Sau sang đến tuần sau thì phải nói là không khí lạnh sẽ tràn về rồi. Tí sự kéo được cái tấm vỏ bao xi măng ra không nhá. Sứ ơi. Vâng. Cái vỏ bao xi măng ấy, cứ kéo ra hết đi. Bây giờ từ nhá để anh đi vào trong anh kéo nó xem được không? Quay từ đây nhá. Được chưa? Thấy rồi nè. Hết chưa? Quá không? Thấy rồi. Thấy rồi. Hết rồi đúng không? Hết đi xuống đi. Chắc không? Hả? Có nhưng mà đây cho nó về ấy. Sở vẫn đang mày mò xem thêm là cái gì các bác ạ. Đây ở đây thì cái phần mái công trình phụ của bác nhé. Cũng rất là chắc chắn là em sửa đi trên thoải mái, không có bị vấn đề gì cả. Hôm nọ thì còn có hẳn cả 3 người lên lập thôi. Cả 3 người lên lập. Kia là không có bịt hết đâu nhá, kia. Có phải hở như này thì sau này khói nó thoát ra được nhá. Không là nó vào nhà đấy. Đây còn cái thời lượng thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác ạ. Hôm nay thì cháu Lực lên thì cũng chỉ cập nhật thì tiến độ mà ngôi nhà của ba ông cháu sau khi mà hoàn thiện là đi vào cái góc độ nào thì lúc nào mới được thân ra được. Thì hiện tại thì cháu Lực cũng đã nói rồi rằng là trong quá trình mà đợi anh em thợ cơ khí đi vào lắp cửa cháu Lực ấy thì mấy anh em sẽ hoàn thiện nốt những cái công việc mà còn đang dang dở. Ví dụ như phần sân này thì bây giờ phải xúc cắt ra hết tất cả mọi cái thì mới đi vào và làm thêm hoàn thiện cái phần sân được các bác.
ở cái phần sân này thì khi mà cháu được vào với anh thợ, anh chủ thầu làm hợp đồng ấy thì cũng không có đổ là thêm cái phần nền đâu các bác nhá. Ở cái phần này thì sau này thì cháu lực sẽ cùng với Sử là tự làm, khi mà hoàn thiện phần cửa của nhà bao cháu đi xem cái tiền quý của gia đình nhà bao cháu tới đâu, cháu lực sẽ tiếp tục mua xi lên để giúp cho em Sử là láng hết xung quanh cái phần từ bên chỗ có nguồn nước này các bác này ra đến tận là đầu bên kia. Hay còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi các bác. Cháu lực cũng xin được nói hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh Bạn Em. Xin chào các bác. Chào quân, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Chào sự, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị.